Em Bùi Tuấn chào các bác nhé. Hôm nay thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2023. Vào buổi tối hôm nay thì em xin được chia sẻ với các bác một chiếc kệ tivi cũ lối cổ, chất liệu bằng gỗ vụ ta Quảng Bình. Và chiếc kệ này thì em cũng vừa sưu tầm được và đã đánh xi sát lại trơ vân gỗ mộc theo đúng với cổ. Và kệ có kích thước dài là 2m17, sâu 50 và cao 82 các bác nhé. Và kệ vân gần phải nói tuyệt đẹp luôn. Em vừa sưu tầm được, chia sẻ cho các bác nào có nhu cầu để về kê chơi ngày Tết nhá, thì quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thực sự là rất đẹp. Một chiếc kệ tivi phẳng trơn, không đục, không khẳng. Chất gỗ giả đét các bác nhá, chất gỗ giả, vân gỗ đẹp. Đây, vân cảnh các bác xem này ạ. Vân tuyệt vời luôn. Và từ các ngăn kéo này cũng vân như vậy nhá. Đấy. Và từ bên cánh trong này, đằng sau này ạ, trong ngoài lành đẹp như nhau. Và đây là hai cánh giữa. Đấy. Hai cánh giữa các bác xem cũng là cùng vân cùng chất nhá. Và bên này đẹp không các bác? Chất gỗ phải nói là giá đét. Chất gỗ cụ tà Quảng Bình thì không thể nhầm lẫn được. Các cái dòng gỗ cụ Lào hay Campuchia thì không thể đanh và giả chất như cụ Quảng Bình. Từ đằng sau thế đấy ạ. Trong ngoài thì lành zin nguyên bản đến 98%. Đấy. Cho nên các bác yên tâm. Còn dưới bệ thì là đục đầy trần các bác xem này. Đây, trần vân không ạ? Trần quy. Đấy, dạ dày 4 phân. Dạ vén. Bom bê. Đây, và lên trên mặt đỉnh nhá. Các bác xem, chất gỗ mịn không? Quá mịn luôn. Thực sự đẹp. Và chiếc kệ này thì em chia sẻ và bán cho các bác giá sưu tầm là 21 triệu các bác nhá. 21 triệu. Đấy, bên đốc đây cũng vần tuyệt đẹp luôn. Đó. Và hiện tại thì chiếc kệ này em đang trưng bày tại cơ sở 1 khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Và cơ sở 2 bên em là ở khu Tượng Đài, Đan Phượng, Hà Nội các bác nhé. Và các bác hãy gọi qua hai số hotline là 083-626-499 hoặc 0985-230-888. Và chiếc kệ này thực sự rất chi là hợp lý. 21 triệu sưu tầm được chiếc kệ phải nói là vân cực đẹp. Và hơn nữa là rất dày các bác nhé, gỗ cực dày và lặng. Để các bác phải đến trực tiếp các bác xem thì các bác sẽ cảm nhận được. Và em cũng rất cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.